Đưa cái mặt sung sướng coi coi. Bị kẹp hả? Sao kẹp bây giờ? Kẹp bố út luôn. Rồi vậy mặt sung sướng. Rồi. Đừng nhúc nhích. Rồi xong rồi, xong rồi. Để ngón tay. Ồ, nè, nãy giờ thành quả đi từ số trưa giờ cả nhà ơi. Quá trời cá lóc ngon, cá rô ngon, hết sức ngon. Đó, cặp cá lóc ngon. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Trường Vlog. Ngày hôm nay Trường đi với lại mấy anh em đi vào nhà của một tía, là người tía là lúc trước Trường có quay một cái video bên kênh kia đó, là lên đây để bắt cá, và hôm nay là lên đây bắt cá luôn. Đi thì có mấy đứa em ở đây trong tem. Chào đấy các bạn. Em tên gì? Em tên Tấn. Còn đây? Hello các bạn. Em tên gì? Em tên Phụng. Phụng gì? Em tên Quý. À, còn em đây. Dạ, em tên Trung. Hello mọi người. Rồi, giờ mình đi vô trong nhà một tí để chút nữa mình sẽ đi kiếm cá, mình đi bắt nha cả nhà nha. Giờ vô nhà tía, mà bữa nay không có tía, nhà có anh Khánh nha. Mấy đứa đi chung với anh Khánh bắt cá nha. Đây à. Ừ. Để bịch nước nhà đi, xách xuống chị vô cực vậy. Đây quý chú anh chị. Đây là đang đi chích ở trên ruộng. Xuống bơi luôn. Ngay hết bắn của bơi luôn. Quá rồi, hơi dịch hãng nữa. Có con gì chạy vậy? Nước chưa. Ừ. Bự quá. Ồ, cá của chính chị. Cá rô, cá rô đồng. À, đến chục con đó, trời chua. Được mà canh chua là ngon quý luôn á. Hiện nay cắt lúa hết rồi đó cả nhà. Thì giờ đồng trống luôn à. Nên hôm nay mới lên đi bắt cá được. Khui ra cho nước cá vô. Chút gì lại khó. Kinh ngoài đây mình còn cá không anh Khánh? Nhóc. Sâu quá dễ gì được. Dễ rồi sao? Giờ chị... Bữa giờ ông tía có đổi giới không anh? Có. Sao rồi mấy đứa? Ổn áp không? Ổn. Xe ai vô đi. Ai vô anh Khánh ơi? Gọi theo gì đây Khánh ơi? Hả? Kiếm cá không bao giờ dễ không? Không bao giờ là dễ. Mua về là dễ chứ kiếm cá không bao giờ dễ. Giờ chỉ xuống kinh này nè. Tắm dưới. Phụng biết bơi không? Không biết. Em biết bơi nha. Thiệt không à? Nẻo hàng không ta? Hàng nhóc chứ. Số quê. Nghe con. Hàng nhóc chứ. Số quê. Số quê. Có dừng cây không á? Nhảy chỗ đó cây không á? Mò thử coi có hàng cá lục kiến không? Có hàng nhiều không Tức? Chưa đụng anh nè. Không chừng gắn 3 cái gì. Ốc thì bao la luôn. Ốc thì nhiều. Kê. À. Bảnh làm gì nhảy cái bảnh rồi. Đây có hàng xuống luôn. Ở đây có hàng nè. Sâu quá sao dám sao mò. Trung bệnh coi mò có gì không? Sâu quá.
Em có sợ rắn không Trung? Dạ không. À, coi chừng có rắn bò ra nha. Nó cắn hả chứ? Đây là còn rắn độc đâu mà cắn. Ui, ui, chạy kìa. Cá phi hay cái gì chạy dữ không? Này lằn lằn máy xe xe cắt lúa đi mà. Chạm tiêu hả? Cái đấy hoành quanh quanh là tắt. Cái gồm chảy. Ô, còn cá gô. Được rồi, cá gô đồng ngồi nấu bên chua. Chừng 2-3 ngón tay thôi. Nấu nồi canh chua. Cứ nước lên thì là cá lên ruộng nhiều lắm cả nhà ơi. Ý, ở dưới đây nè anh khách, đây dưới chân anh nè. Ơ, ơ, ngay đó, thấy nó quẩn á. Nhông nhông, ơ, chỗ đó đó. Nãy thấy nó quẩn đó mà. Cá mà chạy hít hít ha. Sướng. Cá bự gì đó chạy hực hực luôn. Cá rô à? Cá rô trứng á, chắc mùa này cá rô mưa nè. Ngon lành luôn. Dạ, quá trời luôn. Được ít thế nào cả nhà. Chút nữa là về làm nồi canh chua là y bài luôn. Cá rô trứng à? Ừ. Bắt còn bắt cái tên nữa được. Cái ấy còn rồi đó. Cua cái này còn nữa. Ôi trời ơi, nó quặn bên bển kìa. Đâu? Nó bên ruộng bển đó. Bên đây nè. Nè. Ngay đám cỏ này nè. Đó, giờ là khai cái ống bọng này nè quý cả nhà. Cái là nước ở ngoài vô, cá theo cái đường bọng này chạy vô trong ruộng nè. Làm hết tên cá lóc bằng cầm tay ha. Trời ơi sướng.
ở quê là chỉ nhờ cái kích điện này nè, rồi đi kích vòng vòng như ăn với cả nhà, cũng đỡ tốn tiền mua đồ ăn ở trong ruộng mà. Nhà anh Khánh thì giữa một cánh đồng vậy, thì chỉ có làm ruộng thôi, mà nhà bên đây không có điện luôn á. Hiện tại giờ chưa có điện vô nữa, tại vì đường điện xa quá rồi kéo vô không nổi. Do cái chân trường đang bị phỏng á, phỏng bô á, không có lội xuống dưới đó được. Chân mà không là trường lội xuống luôn rồi. Do chân trường bị phỏng bô luôn đây nè, giờ đâu dám lội đâu. Trời ơi, đá gô nhìn đã ha. Trời ơi đã. Cái rô bự. Ồ chúng nó nóc luôn. Quay trường trường coi coi. Nó nóc trường ơi. Ồ cái rô quá trời ngon luôn rồi. Ôi hấp dẫn quá. Cá này họ về nó quánh chua là yêu rồi luôn. Ý nó chạy kìa. Đó đó. Sao mà điện này nó chạy nổi ta? Điện sẽ chích chưa tới. Ờ. Ra ra ra. Lươn nè. Coi, lụm. Lươn nhỏ chiên giòn ngon. Ừ, lươn cũng ngon mà, lươn chiên giòn cũng im bộ. Mắc luôn hả? Lươn nè. Ừ, lươn con. Bữa giờ có chị có chích luôn anh Khánh. Tê nhiều lắm, cái tối cá lên nhiều. Ừ. Ngày nắng. Cá tê bự luôn. Trắng. Trời ơi cá rô nè. Cái nhà thấy ngon không? Nhiều đây là thấy là làm được dây sợi ngu đế đó. Do cái chân trường bị phỏng bô á cả nhà nên trường không lội được. Trường phải đi trên bờ để quay video cho cả nhà mình xem. Thì đây là cái video đầu tay mà kênh Trường Nhật Trường Vlog làm để làm ẩm thực với lại quay về cuộc sống hàng ngày của mấy người nông dân ở dưới ruộng á. Quay cảnh đồng quê cho cả nhà xem á. Cả nhà thấy mà hay thích á, mong cả nhà mình bấm like và đăng ký kênh giùm Trường ha. Giờ đang đi ra ngoài lại để gặp thì mấy đứa em nãy đi. Nó mò không biết được con gì hơn mà nó mò nó mất tiêu không biết. Ây da, đi không có băng á. Đi vô đụng ba cái cỏ này nó cũng đau nữa. Lội xuống đụng nước nó không có lành được á cả nhà. Cái này tắm chứ mò gì trời. Chốt không hả? Sao có không mà cực khổ với em. Trông quá nè. Này đi tắm chứ đi mò gì. Nước tới cuốn họng rồi. Chậu chấu quá trời luôn. Cắt lúa xong chậu chấu nhiều ha. Nè chậu chấu nó bay nè. Được mấy con rồi. Cá rô hả? Cá chốt hả? Mập luôn. Ồ cá chốt. Có cua luôn. Nãy giờ bắt được mấy con cá chốt. Mùa này cá chốt mập mà. Đây có ông chú ông có cái chòi để mà trồng rẫy đó cả nhà. Hả? Chiến xô. Ha
giờ mấy đứa này nó tắm thôi chứ nó mò được con gì nữa đâu. Mò chừng nào được chừng 2-3 cá lô chiến bự bự rồi nhìn nó mới ngon. Đây chắc lòng tông nhiều sao nè, nhầm nước nè. Ồ, ổ xẻ nè cả nhà. Ổ quá trời trái luôn nè, ăn ổi không? Chín nhóc chân luôn nè. Nhìn cái ổ ấy giống như dạng ổ rừng á. Quá trời trái luôn. Vô đây nè, mò trong đây nè. Mò trong cái kinh này mới nhiều nè. Mà đặt cái giới không biết vô có không nữa. Quý quý qua hai ổi nè quý. Anh chầm chầm ra sợ nó quất ầm lọt bệnh. Chở lên thử rồi, dở cái giớn con tía lên thử có nhiều không? Có gì nữa không? Không ục gì chưa hả? Cua gì không có gì hết hả? Ừ. Ổi quá trời trái luôn. Chắc mưa này có dồi quá. Nè trái vàng đây nè. Dồi rồi bạn ơi, em ơi. Ổi chín là dồi không à. Mưa dồi không à. Học hang thử đây có không. Con này con nhỏ rồi á. Ui đã vậy. Nè cái nhà coi. Trời ơi, nó mới có chút xíu à. Đó. Trời ơi, cái lóc kìa. Trời ơi, con quá. Mới có chút xíu à. Thấy không? Này coi đi với chú Tám hình quá à, sao không biết. Mới đi có con vòng rồi đó cả nhà ơi. Ủa sao lắp cái bọng lên hay vậy? Để có chạy chuột. Ủa nãy mình đâu có lắp á. Ui. Chết rồi chết rồi. Cóp cẩn cẩn gì cũng ngon nữa. Quay xèo. Mẹ trời. Ôi ôi ôi, đò trắng tươi luôn. Trời ơi. Đẩy cái con nào cái trắng tươi và vàng khe luôn cả nhà ơi. Chú Tám cầm lên con coi với đó. Trời ơi cá lóc nó vàng. Đẹp hết sức đẹp luôn. Tao sướng quá. Chạy liệt nữa. Ừ, chạy liệt nước nữa. Không, cái bọng này nãy là không có khui nè. Khui khui bọng kia. Khui đắng. Ừ. Nó đang chảy. Cái này chưa khui, nãy mình chưa đi bọc đây. Đánh, đánh cái gì kiếm con lóc của cái tê đó coi. Nó nè. Nó lên tìm, lên tìm. Ngon rồi đó, thấy có cái lóc thì im đó. Cô chạy vô chút đi lại rồi dính. Ồ mấy ai, mấy đứa em bắt được cái gì đắng lo âm sụm như kìa. Bắt cua vậy. Ủa nó đặt dở dớn rồi vậy. Đâu có đâu. Ngập xe xong dở nữa. Để chút đi dở dớn nữa. Ừ. Nãy tụi nó thăm mà sao không có sao á. Nhìn ngon liền ha. Rồi đi có một vòng một nè. Đi nãy giờ là nửa tiếng vậy. Nửa tiếng à. Mà được như đây ấy, là đủ ăn đó cả nhà. Ê, ê, nói tới đâu chuột chứ. Chuột dễ gì chạy vậy nè. Ok hết á. Mấy bí tầm nè. Bí ra gì. Hai con gì vậy mà? Bắt cua hả? Bắt chuột cái gì á? Nó móc trên. Hả? Điện nó lan không?
Lan đang đang nằm trên đúng nước à. Đây. Đó đây. Chết rồi. Đi. Kìa cái chân nó, kìa cái chân nó kìa. Thọt hang con gì hả? Cua anh đây. Đứa nào mới bị kẹt. Bụng hả? Bụng bắn được cua nó thôi luôn nha. Hang. Rồi vô. Cái tới. Đâu? Trời ơi. Cua nó nằm vậy mà không bắt được. Bự không? Nó lú rồi đó. Đâu? Đường nó đó. Cái nằm im luôn nha. Búng vô con mắt đó. Chín không? Đúng chưa? Bắt con cua cực trần ai à. Đúng không ta nhỏ. Ê, đụng cái mu nó rồi. Đúng chưa? Đụng cái mu chưa? Đúng rồi. Thì không? Này con cua mấy đứa mới bắt được con cua nè cả nhà. Đó chín rệm luôn. Cua già tới luôn. Chín rệm luôn. Đâu kẹp đâu vô. Ơ phụng. Dạ máu không? Cái chốt ngoài sông nó ná nái không trời. Ừ, cái chốt ngoài kinh nó bự không. Được không? Hết chạy rồi. Mẹ cua đậu hang bỏ nhà đi. Con này hết đường chạy rồi. Được không? Sao khó với em? Được anh thời gian anh. Ôi ôi con cua chút xíu nó mò ra bự chà bá luôn cả nhà. Thiệt tình luôn con cua tưởng nó bự đi lắm sao ra con cua chút xíu à. Đưa con cua chấm như quay không thấy luôn á. Thấy con cua to lắm nè. Trời ơi là trời. con cua quay không thấy cua luôn á. Mà móc cái hang thấy nó lạnh luôn. Cua Nhật Bản nè. Cua Nhật Bản hả? Kinh ráp vậy. Tiêu rồi. Đâu không Phụng? Bụi bá luôn. Đâu? Bụi bá luôn hả? Nè tiêu rồi. Trời ơi nó khoét cái hang kìa trời, hay thiệt. Khoét đi đâu á mày ơi. Cái đây nè. Hang ách đây hả? Nè hang ách đây nè. Nè. Bắt được chưa? Rồi Phụng bắt được nè. Hay. Ồ con cua tím rêm luôn đó nha. Đẹp. Có cua gan me hết. Nè đem rồi. Có cua gan me rồi. Vô hang mới đầu. Đâu. Ôi càng nó tím rêm luôn cả nha. Ngon lành. Kẹp đó, kẹp tấn ngay. Mồi kiếm hàng chuột luôn. Hàng chuột này móc tờ chết luôn quá. Chết luôn. Bắt cá không có lên bắt cua luôn. Thọc hàng cua luôn. Thật dữ à. Dính đó ấy. Cô bự hết xịt rồi anh em. Cô cái hang bự hết xịt luôn. Cô bự hết xảy luôn. Thật cho đã con cua ra nhìn không thấy con cua. Đấy,
8 với anh Khánh thì đang bên đây chích cá nè cả nhà. Chắc cũng nãy giờ cũng bộn mà quá trời cá luôn á em. Chích nãy giờ cũng được mấy ký cá rồi đó. Trời ơi, để anh em. Ồ. Vỗ tay, vỗ tay. Khen quý, khen quý hay quá. Ngon. Rồi, sao ông này nằm luôn rồi, cua kẹp đi nằm luôn rồi. Coi, sâu quá, sâu quá. Đụng rồi, đụng rồi. Nước lên là cua vô hang cái là thoạt mỏi hang luôn ha. Mà nó không bự, cua nhỏ nhỏ nhỏ, cua đồng nhỏ nhỏ luôn. Đưa cái mặt sung sướng rồi coi. À. Bị kẹp hả? Ai ai ai. Sao kẹp bây giờ? Kẹp kẹp anh ơi, kẹp bị kẹp út luôn. À. Rồi vậy mặt sung sướng. Rồi. Đừng nhúc nhích. Rồi xong rồi, xong rồi. Để ngón tay lại luôn rồi. Ra chưa, ra chưa? Trời ơi trời. Má nó chút xíu mà nó kẹp. Con cua nhìn không thấy luôn à. Trời ơi càng nó kẹp ít xịt đó. Trời ơi chạy máu luôn. Quốc nguyên lặng. Ơi là trời con cua. Con cua. Con cua gì nhìn không thấy con cua luôn nội ơi. Hay gì hay cua. Nó kẹp có lần chạy máu luôn nội ơi. Đâu rồi, ai dạ. Trời ơi. Nhiều nhóc. Sách không nổi luôn à. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Lọc nhóc này. Quá trời rồi. Ui quá ngon. Cả nhà ơi. Rồi. Vô làm nồi canh chua là y bài. Quá trời luôn. Đi tiếng tiếng mấy đồng hồ mà giờ thấy là dư nồi canh chua luôn. Kho kho tiêu cái nữa. Cá lóc, cá lóc. Thì con cá lóc nữa cả nhà ơi. Quá ngon luôn. Chi nó chạy nhanh quá mà. Chạy nhanh quá. Ồ, nè, nãy giờ thành quả đi từ sớm trưa giờ cả nhà ơi. Quá trời cá lóc ngon, cá rô ngon, hết sức ngon. Đó, cặp cá lóc quá ngon. Bình nó nặng thế mẹ. Bình nó bệnh mấy học. Học đâu vậy? Thứ sao học ấy nhỏ, bệnh nhỏ thì sức khỏe. Trời ơi, cái này nó ngon quá. Kiếm được mấy cá lóc? Đã ngon không? Hai con, ba con. Đâu bốn năm con vậy? Sấy con cái chết mẹ gì. Nó tái rồi mà đi bỏ vô đổ miếng. Lúc lửa cho tỉnh. Cá lóc đồng mới chịu. Lúc lửa cho tỉnh. Thổi thổi oxy nữa. Thôi cũng nhiều lắm á. Nhóc luôn. Cá rô này nấu canh chua rồi bá phát luôn rồi. Nướng gơm á. Nướng hả? Nướng gơm. Cá lóc nướng chua á. Nấu canh chua kêu em mua chắc me luôn. Mua chắc me luôn nghe chung. Thôi coi coi. Có me rồi khỏi mua. Thả cá lóc cứng này xuống rồi. Chị thả nồi luôn rồi. Cái này chuốt cây ghim. Cắt lúa xong cái là dịch chạy đồng. Dịch thứ hai không cả nha. Dịch chạy đồng cho ăn đồng nè.
dịch này dịch đẻ. Giờ cho má làm cá. Mẹ. Ngọt hết sức. Ăn gì cái lô mặn chứ không ăn gì. Kéo làm mẹ. Trời ơi, mình ở đây kêu chê chứ mua không ra. Vô đồng. Ừ, vô nó bên chua còn lần nữa. Đây, 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 đây. Con hết kỳ phụ. Em hết kỳ phụ chú Tám đây. Đứa nào bỏ ra đứa hết kỳ phụ chú Tám đây. Quý hết kỳ đi Quý. Em còn hết chưa? Ừ. Người đánh giải người hết kỳ. Chúc tới ngày rửa em làm món. Ừ. Có lý cô diễn bắt ở đâu. Vậy thôi mày đi hái rau muống đi. Hỏi anh Khánh rau muống đâu. Hả? Muống trước á. Ừ đi xuống với bức nắm rau muống đi. Bức nắm rau muống lên. Ây da. Cái chân đau quá nè, bữa mới bị té phỏng xe nè, cái nó giờ đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Nhìn cá ngon hết hết sức còn chú Tám ha. Ừ. Cá này nó ăn chua còn gì bằng nữa. Hết kỳ hết cạnh luôn em, kéo dễ hết hơn chú Tám để chú Tám chặt. Để mua rau đi ra cho muối thịt má giờ róc lá dừa chuẩn bị nướng cá đó cả nhà, do rơm mưa nó ướt rồi giờ róc lá nướng được không này em róc thì này nướng nhanh hơn cái rơm chứ. Ừ. Này là cá thứ gì chị nói này có một cày bỏ vô thui. Cắt lúa xong dịch chạy đồng quá trời ha. Bữa nào chinh em hết đi dẫn đi bắt chuột. Ờ. Tự nhiên bữa đi vô trong kia cái về cái ngã ngang cái bị dính vô cái bô. Bỏng bô luôn, giờ lội không dám lội. Lội làm độc rồi. Lội cái đó làm mũ rồi sưng thịt em thịt độc nữa. Qua nay sưng thịt dục nữa. À bữa hả? Ờ. Mấy con à, mấy con à? Thấy nhiều quá. Mấy cái đó mình chỉnh chặt. Mấy lóc cẩn khỏi cần chăm đâu. Em chặt đôi, chặt đôi. Ừ. Còn khỏi xỏ được. Để đây mình nướng luôn được. Ừ. Lóc nhỏ quá xỏ anh chứ. Cuộc sống ở quê nó bình yên vậy á. Chứ cá đồng thì đem lên nướng. Còn như hôm nào mà như đồng xạ rồi á thì mới như đặt chớn rồi đó cả nhà, rồi kiếm thêm ở ngoài sông rồi lớn thôi, còn trong ruộng thì giờ là mùa cắt lúa xong rồi tối cái đấy thì săn chuột, bắt chuột, bắt ếch, bắt rắn rồi. Bởi giờ đây anh ra đây có ai soi ếch đâu anh? Không, chưa đâu, chưa tới mùa đâu. Chưa tới mùa hả? Trời ơi, ba con gà này nó muốn nhốt lại giùm tôi lại không thiệt. Chừng vài tháng nữa. Ơi nó tôi rửa làm cái gì? Nghe em nó kỹ quá nó rửa luôn. Làm cá cũng chuẩn bị xong rồi. Cá xong là vô nấu nồi canh chua. Ăn cá đồng. Làm cá được không mà sao thấy mặt ngầu vậy em? Thôi. Được cái này rồi. À ngon. Thôi chứ đừng rồi cá. Ngon. Nhìn thấy không biết làm hay sao rồi đó. Mấy con cá đừng có cắt vậy. Để nút lửa cho xỉu đi. Ta thổi mỏ trước từ khi làm đúng không? Ừ. Thổi cho nó ngọt oxy. Giữ được nguyên chất. Đập gì nó tan cái ốc nó hết chất béo. Đây mấy đứa em đang nướng cá nè cả nhà. Cá lóc bây giờ mấy cái lóc nãy bắt được á. Xỏ nướng.
trời này nghi mưa quá không ta. Chưa di chuyển mù 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 biết mưa không? Thấy nguy hiểm quá vậy. Lại mấy con, nướng mấy con em? 6-7 con vậy. Thấy cái chân trời này chắc khi chiều nay mưa quá. Buông ra cái con cá. Ủa cá đâu rồi? Yeah. Cá thành tro không? Chưa chín đâu. Nè. Chưa chín đâu. Điên. Mấy tí nó chín hết rồi đó. Nè. Con này chín rồi nè. Đang khô tù đuôi hết rồi nè. Mấy cá nhỏ nhanh chín. Điên. Nướng lá dừa nó nóng dữ lắm. Ủ ra đi, mấy cá lớn lớn ủ chút xíu nữa. Cái lóc đồng mà kiếm con mà bóp tay thôi ha. Trời ơi, thứ gì qua nó nữa. Đúng chưa? Vàng. Vàng ương rồi nè. Đã thiệt. Nhỏ nhỏ thiệt mà ăn ngon lắm. Cá lóc đồng nó vậy mà. Rồi quay rồi. Giờ chuẩn bị nấu canh chua. Khi tỏi đi đó. Đứng vậy nó hơi tối lắm. Sáng. Giờ cây nhà lá dừa mà có gì nấu đó. Canh chua phi những tỏi lên cho nó thơm nha. Đây, tỏi dưới vàng tỏi lên cho nó thơm. Xong cho vô tay luôn. Rồi. Nước sôi lên cái là bữa nay hết thấy được gấp mồi à. Thấy được gấp mồi luôn hả? Nước sôi lên cái thả cá vô. Ok. Chơi đủ luôn đó. Gan gan rồi, cho thoải mái chút. Trời, cá xong rồi cả nhà ơi. Cho canh chua nhìn ngon. Cá nướng bên đây nè. Thành quả từ sớm giờ. Cái này nếu không làm là me non. Cái me non. Nếu không làm là me non. Cái me non nữa hả? Thứ gì chịu nổi không? Cắn thử cái anh Khánh. Nè. Anh cho em cảm nhận. Trời nó sung sướng đời. Cắn không thấy thì nhắm mắt nhắm mũi cắn đâu, đặt xuống dưới cuộc đời đó. Thôi đồng khởi đi. Rồi mời cả nhà đó. Mình bỏ đây, mình có 2 ly thôi. Rồi vô tắm. Vô tắm ơi. Nãy giờ chú tắm đi bắt cá nãy giờ đó. Lỡ rồi đó, ly lên cái tiêu. Trời ơi, rồi ăn thưởng thức coi. Anh em mình vô cái nè. Dạ. Lâu quá không nấu canh chua cái không biết có ăn được hay không nữa nè. Này nãy quên nấu mẻ, cây chuối nấu mẻ ăn thứ gì nói. Nữa quên. Còn giờ mới đổ làm lại. Gấp cá thử ta. À, vụ gì mà nó cay dữ ta. Ta 27 vô đi. Không chưa? Ủa đi tê luôn á. Rồi cá đi. Mạnh lắm. Đây đây. Dẹp bớt vậy. Cá gô này nó đi lên. Con cá cảm nhận ta. Đây là. Tắm ăn chứ đi. Cá gô nè. Chén hả? Mấy em cháu sớm đi bắt đi. Cá này còn gì bằng nữa. Mềm mập. Cá quá ngon. Sảy luôn. Hết sảy cô bảy. Rồi vô mấy cháu ơi, vô đây. Rồi vô chú Tám ăn nghe chú Tám. Quá ngon. Cá tươi. Tươi ha. Mềm chậm luôn. Rồi đồng lố như không. Cá mới bắt không tươi. Đi bài. Có hay thôi, không có tới vòng nữa. Cầm nữa. Sao? Nay đi bắt cá vui mấy đứa. Làm lên thành phẩm ăn ngon. Tới em. Để cho Tấn xé cái cá nè. Cái này tối ăn tậy chứ còn. Này phải vẽ ra cái này không đúng bài bản thì ta chết rồi. Cái lóc mày bắt về sớm á cũng cái bụng mình ăn sợ nó hồi sình ha. Không, cái này không hôi. Cái lóc đồng. Tốt mưa ngồi qua mai hôi chứ này không môi. Mời bạn nha. Đồ ê mà. Rồi cái lóc mà đứa con một chắc chết luôn. Ngon. Mỡ hơi đắng nha. Không lì như vậy. Nó bể cái mặt rồi đúng không? Có 2 ly thôi. Nó bị bể bể mặt rồi đắng gì. Ăn mặt mới ngon tốt. Cái lóc là ăn người ta thường là ăn cái mặt mà. Đúng rồi. Cái lóc đồng nướng lên vàng éo. Ngon lắm. Sức đen vậy đâu.
ngon. Đè cưng với tại không có rơm á, mình nướng bằng lá dừa đó áp vậy chứ có rơm mình nó đâu có dữ gì đâu. Có rơm cái màu rơm bám màu vàng nữa. Ngon. Người không cô ấy. Đi đâu mẹ? Đâu cô đọc đứa nào nãy bị kẹp bắt cô ăn rồi bị kẹp đâu? Không. Ăn cô cho bỏ ghét đi chứ. Nó đây, cái càng nó rồi. Kìa, nó lên rồi. Càng nó rồi. Thấy hỏi với điểu nè. Nãy ăn cua là kẹp tao à. Nãy mày kẹp tao. Quốc miếng thịt đi. Để qua cho hai lão uống đi. Hai lão làm cái đi. Nhai rớp rớp rồi chứ. Đây đây. Nóng sắt một cái đâu lên thằng giả em á. Đưa đi ngủ, đưa đi ngủ em quen. Quen quen. Đưa đi ngủ em. Nè nè chú vô với cha cái. Rồi, anh em mình. Ủa má vô hả? Ăn miếng đi mẹ. Chúng mình chui tại bệnh mình đi đó trời. Đi đâu? Đi cắt lúa hả? Đi mất lúa. Trời đất ơi, mưa dạ, tới rồi mà. Đi cho nhà thì cắt. Tự vài bữa nữa, sức nữa. Vài bữa rụng hết mẹ rồi. Vài bữa tao đi mòn cam. Đất con quế á. Dạ bắt chồng gì luôn ha. Anh cưng nè. Bắt chồng đi. Trời ơi. Rủ cái nhà ơi. Ở quê chỉ vậy thôi. Giữa cánh đồng bắt nhát nha. Vô. Chào ở nhà nha. Em đây là bị chim khách xuống. Nó dịu lại đó. Nãy cay. Sao nó có cái mùi lạ quá ta? Mùi thuốc bắc á. Ừ. Tị nhức nhức mỏi đau lưng. Uống cái muốn xỉu luôn. Rượu này uống chị nhức mỏi hay. Qua sao đâu đi làm nổi đâu nhức mỏi. Canh chua em ăn được không Tám nha? Em này làm canh chua ăn vừa miệng chua dưới ta. Này qua là khen mà thực tế. Dạ. Hiểu. Con cá rô. Mời cả nhà con cá rô đi. Hợp lý mình luôn. Nhưng mà này mặn gì? Có làm dâu. Nó không mua gà bán bảy vòng vòng á. Đi xong sữa. Bữa nào có gà thì mua còn không có là thôi vậy á. Cái chua là phải ra chấm mướt mới ngon. Làm hồ. Rồi làm hết nổi rồi thôi. Trời mướt. Giờ làm mệt quá. Trời ơi. Ủa chú Tám ở nhà trọ mình hả chú Tám? Ở nhà có mình không à con? Có mình cũng ngang với Khánh. Ở đâu? Ở nhà trển. Ở đâu nhà đâu? Trung Ngãi, ấp 2 á. Vợ nhà không à. Nấu được cái nồi canh chua ngon quá, bữa nay bắt cá vậy cầu nguyện à. Dạ rồi bây giờ còn trường cũng kết thúc video này tại đây ha, quý cô chú anh chị xem mà có hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh cho anh em ha, rồi mốt thì anh em còn ra những video mà săn bắt hay hơn nữa. Đây cũng có anh Súng này sẽ tham gia cùng tem. Xin chào cả nhà nha, chúc khỏe các bạn.